Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Cung Minh, chủ website đào tạo Forex.com. Người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào nên đi chậm lại để nhìn nhận. Nên đi chậm lại để đánh giá về các giá trị trên thị trường và bản thân chính các nhà đầu tư cần phải hiểu rõ để giao dịch vận dụng được ở trên thị trường khác xa so với cả những thằng thầy dạy Forex hay á quân Forex thế giới hay role trader mõm ở trên thị trường, hoặc là chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, hoặc là những kẻ tự phong bản thân chúng là trader triệu đô trên thị trường mà chỉ dùng TradingView để phân tích về xu hướng, đọc lệnh, đưa ra chiến lược, đưa lên giao dịch ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, nếu mà giao dịch được thì bọn chúng đã không nhận định bằng mồm, sử dụng mõm để phân tích về xu hướng, đọc lệnh cho nhà đầu tư. Bọn chúng đã giao dịch thực tế và sâu phun toàn bộ lịch sử để dẫn chứng chứng minh cho điều mà chúng nói ở trên thị trường. Đây là điều mà nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được. Tôi chia sẻ và dẫn chứng với mọi nhà đầu tư cho nhà đầu tư thấy rõ về các giá trị vận dụng áp dụng vào thực tế và cho nhà đầu tư nhìn nhận đúng về các giá trị trên thị trường và chia sẻ với nhà đầu tư về các góc khuất và những khía cạnh trên thị trường đầu tư Forex này. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp và mọi giá trị tôi chia sẻ trên thị trường đều trực tiếp học viên theo học của bên trung tâm đào tạo Forex là những người trực tiếp kiểm chứng đánh giá. Đó, em thấy đây, bây giờ dùng một cái tài khoản lợn nhỏ đánh một cái khối lượng lớn, nó áp lực không? Nó không phải giống như là gì nhỉ, lấy một cái tài khoản lớn nó đánh thảm cái lệnh nhỏ đấy mà không biết rồi cuối cùng thì cũng tử nạn mà thôi. Nó giữa vận dụng và thực tế nó khác hẳn. Rồi, tôi chào anh em nha. Mình có những cái hướng xử lý của mình. Và tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ để chứng thực nhà đầu tư thì mọi nhà đầu tư tự đưa cho các bạn những giá trị khác nhau.